Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhân Laptop Bàn Trọn Đời. Trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi trải nghiệm một cái dòng laptop mà hướng đối tượng là dân văn phòng. Thực ra thì chiếc máy này thì nó cũng là một cái dòng máy cao cấp như là những cái dòng Dell XPS hay là HP Envy hay là Lenovo ThinkPad đối với những cái dòng như là Carbon. Tuy nhiên là chúng ta cũng thấy là cái giá thật sự mà nói so với những cái hãng khác thì Asus tốt hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy đối với hãng Asus thì hướng đến cái người sử dụng cũng khá là cao. Điển hình mà chúng ta thấy là về thiết kế nè, về những cái tính năng nổi bật trên những cái touchpad, nó gọi là screenpad, hay là những cái công nghệ độc quyền, ví dụ như là cái bản lề Egolit, vân vân. Trong những năm gần đây thì giới trẻ rất là tin dùng Asus. Nếu mà nói các bạn trẻ mà xài cho đồ họa hay là gaming thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Asus TOF hay là Asus ROG. Đó là những cái dòng có những cái chiếc thiết kế đẹp mắt và cái card đồ họa cấu hình hiệu năng khá là cao, được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Đối với các bạn nữ thì có xu hướng sẽ mua những cái dòng như là Asus VivoBook cao hơn. Chúng ta thấy là mình có chiếc Asus ZenBook. Thì với chiếc máy này thực sự mình nói là cùng một cấu hình so với những cái dòng Dell XPS hay là HP Envy thì cái giá của nó rẻ hơn rất là nhiều, có thể nói là gần phân nửa giá so với những cái hãng khác. Đó là một trong những cái lý do mà chúng ta thấy là các bạn trẻ sau này hầu như là đi mua chọn những cái dòng Asus rất là nhiều. Sau đây thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đi trải nghiệm thực tế cái chiếc Asus ZenBook UX325EA này. Thì chiếc máy này còn bảo hành chính hãng gần 2 năm là đã bốc siêu rồi, như mới 100%. Thì với chiếc máy này thì giá nó cũng hơn 20 triệu một xíu, nếu mà chúng ta chấp nhận chúng ta mua thì rẻ hơn được khoảng gần 5 triệu so với chiếc máy mới mà chúng ta bốc siêu 100%. Sau đây chúng ta sẽ đi check cái phần bảo hành. Sau đó thì mình sẽ trải nghiệm những cái phần mềm về đồ họa, ví dụ như là Photoshop, Corel, Illustrator, hoặc là những cái phần mềm về đồ họa kỹ thuật. Dĩ nhiên là mình chỉ sử dụng ở cái khía cạnh là bán chuyên thôi, còn 2D thì vô tư. Chúng ta cũng có thể giải trí được những cái game mà trên thị trường hiện nay, ví dụ như là Liên Minh Huyền Thoại nè, Liên Quân nè, Võ Lâm Truyền Kỳ, Đột Kích, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đi trải nghiệm cái chiếc Asus ZenBook UX325EA này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi xem bên trong của chiếc máy này nó có gồm những cái gì. Rất là đẹp, chiếc máy này đâu khoảng 1,1 kg, màn hình 13.3 inch, rất là nhẹ. Bây giờ mình xem mấy cái linh kiện đi rồi mình hãy đi trải nghiệm. Kèm theo đi gồm có mấy cái user guide nè, mấy cái catalog đi theo máy. Sạc, bây giờ mình đi ngó xem cái chiếc Asus ZenBook UX325 này. Đầu tiên mà chúng ta thấy là đối với cái dòng này thì nó có một cái bằng nó gọi là screenpad, cái touchpad của nó có cái bàn phím này, rất là có cái bàn phím số rất là thuận tiện. Nếu mà bạn nào mà có cái nhu cầu mà nhập số, tính toán nữa thì ta thấy tiện lắm. Bật mở lên nè. Một cái điểm kế tiếp nữa đó chính là chúng ta thấy là Asus giống như độc quyền với cái bản lề Egolit. Khi mà chúng ta gặp mở chúng ta thấy nè đó. Thì với cái bản lề này thì nó rất là khó bị gãy. Còn đây là tem chính hãng, bảo hành 2 năm nè, 2 năm quốc tế luôn.
rất là đẹp, màn hình tràn viền, rất đẹp. Bây giờ mình sẽ tiến hành chúng ta đi check cái phần bảo hành. Vì cái chiếc máy này nó còn bảo hành cái tem chính hãng nên là mình cũng không muốn bóc ra để cho mọi người trải nghiệm bên trong. Nên là mình sẽ đi check cái phần bảo hành. Cái phần này nó rất là quan trọng. Một, chín, hai, ba, hai, tám. Thì mình dán nó đi để mình nhập cho nó chính xác. Thì chúng ta sẽ thấy nè, notebook system nè, UX325EA, đây là cái số series của cái sản phẩm. Tình trạng bảo hành nó để là còn bảo hành 2023 tháng 10 ngày 4. Tại vì cái phần này thì nó sẽ viết ngày ngược lại. Chúng ta thấy là cái touchpad nó làm rộng hơn. Thiết kế rất là đẹp, cho mọi người ngó lại. Chiếc máy này nó tầm khoảng 1,1 kg thôi, rất là cao cấp. Giá nó cũng tầm khoảng 20 triệu thôi. Nếu mà chúng ta mua chiếc máy này thì có thể tiết kiệm được gần 5 triệu đồng. Bây giờ mình sẽ đi thử mình mở mấy cái phần mềm về đồ họa. Đây là những cái bản 2020 nè, Illustrator, để mà chúng ta xài đồ họa, đồ xem nó có mượt không. Chúng ta thấy nó rất là mượt. Chiếc máy này chỉ coi năm thôi, 2021. Chiếc này máy này chúng ta thấy là đó. Chúng ta thiết kế xài mấy phần mềm này vô tư. Thử mình mở Photoshop lên cho mọi người coi nè. Đó, chúng ta thấy là mở rất là nhanh nhạy. Thì mình cũng có thể mình chiến được những cái game như là Liên Minh, Liên Quân, Đột Kích, Võ Lâm Truyền Kỳ rồi. Mình thử mình mở một cái phần mềm mà AutoCAD cho mọi người coi. Chúng ta có thể là một quản lý thì chúng ta mở đọc những cái bản vẽ về kỹ thuật. Phần mềm AutoCAD thì chúng ta biết là rất là nặng. Máy rất là mỏng nhẹ, rất là thuận tiện cho để mà mình di chuyển. Chỉ màn hình 13.3 inch thôi, khoảng 1,1 kg, tràn viền rất là đẹp, mọi người thấy. Một cái điều đặc biệt mà mình thích ở chiếc máy này đó chính là còn giữ những cái cổng kết nối. Ví dụ như là HDMI nè, Type-C nè. Bên đây còn USB nè. Tại vì như những cái video lần trước mình cũng có nói đó, đối với những chiếc máy đời mới sau này thì chúng ta thấy là đã bỏ đi những cái cổng kết nối USB, thay vào đó là những cái cổng Type-C. Dẫu biết rằng là cổng Type-C truyền dữ liệu nhanh gấp mấy lần so với những cái cổng USB hay là những cái cổng khác. Tuy nhiên là với cái hạ tầng cơ sở hiện tại chưa có theo kịp, nên là chúng ta truyền dữ liệu với nhau rất là khó, rất là bị hạn chế. Ví dụ như chúng ta muốn cài máy in cắm trực tiếp cũng phải xài một cái cổng chuyển, hay là chép dữ liệu từ máy này sang máy khác, nó rất là bất tiện. Đó là lý do mà những chiếc máy mà còn giữ những cái cổng này. Và chúng ta thấy được
Asus hướng đến người dùng rất là nhiều, màn hình tràn viền rất là đẹp. Ok, mọi người nếu mà cần hỗ trợ có thể để lại thông tin bên dưới, hoặc là trải nghiệm thực tế thì mình cứ ghé cửa hàng mình tham khảo. Cảm ơn mọi người. Như vậy là vừa rồi chúng ta vừa đi trải nghiệm nhanh chiếc Asus ZenBook UX325EA. Thì chiếc máy này cũng như là mới 100% rồi. Đáng để chúng ta suy nghĩ mà chúng ta quyết định chúng ta mua cho cái nhu cầu học tập giải trí của mình. Bởi vì cái giá của nó rẻ hơn cũng được gần 5 triệu. Nếu mà các bạn cần hỗ trợ hoặc là cần tư vấn thêm sản phẩm, có thể để lại số điện thoại hoặc là comment bên dưới, thì kinh doanh sẽ hỗ trợ cho mọi người. Hơn nữa, chúng ta có thể ghé trực tiếp cửa hàng để mình trải nghiệm những cái thực tế phần mềm, những cái ứng dụng, coi coi có phục vụ đúng cái nhu cầu của mình hay không. Đến đây thì cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người nhớ là đừng quên like và đăng ký kênh YouTube của Nhân Laptop Bàn Trọn Đời. Và cũng nói thêm với mọi người là trong cái đợt đầu năm này thì Nhân Laptop Bàn Trọn Đời, ngoài cái khi mà mua laptop được tặng chiếc ba lô và chuột không dây, thì có tặng cho mình thêm một cái chiếc mũ bảo hiểm rất là xinh xắn. Mọi người lưu ý là chỉ số lượng, vì số lượng nó chỉ có 100 cái thôi, cho nên là mong là mọi người sẽ nhận được một cái món quà ý nghĩa này. Đến đây thì xin hẹn mọi người ở những video tiếp theo.